Chào các bạn đã đến với kênh giải trí Vovo TV Online. Hôm nay, cô bé Masa sẽ tổ chức một bữa tiệc. Cô dự định sẽ trang trí cho không gian bữa tiệc thật đẹp bằng những món đồ chơi thật xinh xắn và dễ thương. Để làm được điều này, cô bé Masa phải tìm được thật nhiều đồ chơi. Nhưng có lẽ không dễ dàng chút nào khi những món đồ chơi được cất giấu kỹ lưỡng trong những con búp bê hình người ngộ nghĩnh và cất ở nhiều nơi khác nhau. Thật không dễ dàng cho Masa tìm kiếm phải không các bạn? Thêm một người là thêm một đôi mắt. Nên trong trò chơi này, các bạn hãy cùng mình tham gia tìm kiếm giúp Masa nhé. Nào, bây giờ cùng mình bắt tay vào tìm thôi. Đây, chúng ta sẽ tìm những cái món đồ chơi được cất giấu trong những con búp bê hình người như thế này nhé các bạn. Là chúng ta sẽ tìm và cho vào chiếc rổ này là 5 món đồ chơi, đồng nghĩa với chúng ta sẽ phải tìm ra 5 chuông, 5 con búp bê hình người ngộ nghĩnh này nhé các bạn. Con búp bê đầu tiên, để xem nào. Một chú gấu bông thật là xinh phải không các bạn? Tiếp theo, các bạn hãy tìm giúp mình nhé. Tiếp theo còn đến 4 món quà nữa các bạn ơi. Bộ món quà đó cất giấu ở đâu đây nhỉ? Món quà đầu tiên thì đúng là khá là dễ dàng tìm kiếm. Còn những món quà tiếp theo, đây rồi các bạn ơi, đây này. Đúng rồi, con búp bê hình người thứ hai đã được chúng ta cùng bộ bé Masa tìm thấy rồi các bạn. Món đồ chơi thứ hai đã được cho vào rổ. Tiếp theo vẫn còn đến 3 món đồ chơi các bạn à. Đâu nào các bạn ơi. Hình như là ở đây này. Đúng rồi. Để xem trong con búp bê hình người này sẽ là món quà gì nhé các bạn. Món quà thứ ba, một cái quả bóng đã được quả bóng cũng đã được chúng ta cho vào rổ rồi. Vẫn còn 2 món quà nữa. Tiếp theo sẽ là những món quà gì và đang được cất giấu ở đâu đây nhỉ? Hình như là ở đây thì phải. Đây này phải không? Đúng rồi. Để xem món quà thứ tư của chúng ta là gì nào. Một chú mực thật là dễ thương phải không các bạn? Bây giờ món quà cuối cùng. Mình nhìn quanh rồi mà chẳng thấy ở đâu các bạn. Các bạn ơi, các bạn có thấy ở đâu không? Tìm giúp mình với. Có phải ở đây không nhỉ? Đây, đây rồi. Món quà cuối cùng của chúng ta là một chú ngựa cũng thật là đáng yêu này. Tiếp theo, 5 món quà đầu tiên đã được chúng ta cùng cô bé Masa tìm thấy rồi. Tiếp theo sẽ là những món quà như thế nào đây? Tiếp theo những cái món đồ chơi
được cất giấu ở sân vườn nhà của gấu, vẫn là 5 món đồ chơi. Các bạn ơi, trước mắt thì mình đã có thể nhìn thấy được 3 món quà đầu tiên rồi, còn 2 món quà nữa không biết là ở đâu đây. Bây giờ mình sẽ mở món quà đầu tiên nhé các bạn, để xem trong hình búp bê hình người này là món quà gì đây. Oh, một chú vịt vàng, thật là đáng yêu. Món quà thứ hai, món quà thứ hai đây này là gì đây? Búp bê hình người. Một chú gấu bông, một chú gấu bông thật là đẹp. Món quà thứ ba, món quà thứ ba có dấu trong búp bê hình người này là gì? Một chú chó bông nhé các bạn. Nãy giờ chúng ta đã cùng Masa tìm được rất là nhiều món đồ chơi thật là ngộ nghĩnh và đáng yêu rồi. Còn 2 món quà nữa sẽ là những món quà gì? Hiện tại mình cũng chưa biết những món quà đó đang được cất giấu ở đâu đây nhỉ? Các bạn ơi, tìm giúp mình với, đang ở đâu đây nhỉ? Hình như là ở đây một món quà nữa thì phải. Đúng rồi, món quà tiếp theo sẽ là gì? Một chú gấu trúc. Món quà cuối cùng ở đâu đây? Thật là khó quá các bạn ơi. Ở đâu đây nhỉ? Các bạn tìm giúp mình với. Có phải đang được cất giấu ở trong cửa này không nhỉ? Thử mở có được không nào? Không được rồi, không biết có cất giấu trong cửa sổ này không. Lại cũng không phải. Dưới chiếc xích đu này có phải không nhỉ? Lại không phải rồi. Ở đâu đây? Những chiếc thùng. Vẫn không phải luôn các bạn ơi. Ở đâu đây? Phía sau hàng rào phải không nhỉ? Lại không phải rồi. Vậy là ở đâu đây? Hình như là ở đây thì phải. Đúng rồi các bạn ơi, món quà cuối cùng sẽ đi. Một chú gấu cũng thật là xinh xắn đây này. Xong rồi các bạn ơi, những món đồ chơi thật xinh đã được chúng ta và Masa tìm ra rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ giúp Masa chuyển những món quà này đến bữa tiệc để trang trí thôi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều với sự giúp đỡ của các bạn bằng việc tìm ra những món đồ chơi bị cất giấu để đem đến trang trí cho bữa tiệc. Thì giờ không gian bữa tiệc đã đẹp hơn rất nhiều phải không? Cũng như các bạn đã giúp cho Masa có được một kỷ niệm thật đẹp và ý nghĩa. Trò chơi đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Hy vọng sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi, đăng ký để đón theo dõi thường xuyên hơn nhé. Kênh giải trí Power TV Online trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.